Ôi em ơi, lướt chạy cả ngố thôi. Gọi là chẳng mấy khi mà nó thật sự là một cái gì đấy và dẹp xô nên dành chân lại quay trở lại với chương mục lướt chạy gà ngố nha cả nhà ơi. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn hãy tham gia vào group chạy gà ngố bằng đường link ở phần mô tả cũng như là group Aru Văn Sang cũng đang ghi ở phần comment hoặc là phần mô tả video này cũng có. Và dẹp xô tất cả anh em YouTube nha, dẹp xô đây chắc chắn không phải là một video mà tôi record trên stream đây, chắc chắn không phải là tôi đã nhờ các bạn viewer comment như thế này để mọi người hưởng ứng với việc là tôi quay nó chạy gà ngố nha anh em nhé. Sir. Và ok anh em ơi, group chạy gà ngố chúng ta hiện tại đang có 97.700 thành viên, và khi nào mà group đạt được 100.000 thành viên, anh em tôi sẽ bán group kiếm tiền đi qua Hàn Quốc xuất khẩu lao động và đi làm idol K-pop nha mọi người nha. Trước hết thì đã có anh Long Áo Đen đang tiên phong cho các hoạt động này rồi, và nếu được các bạn sắp tới hãy ủng hộ cho anh Long Botox để anh ấy có thể hoàn thành những cái ước mơ, những cái nguyện vọng và sẽ có một con đường sự nghiệp thăng tiến tại đất Hàn, nơi đất khách quê người nha mọi người ơi. Yes sir, các bạn hãy tham gia vào group nha, biết đâu là những cái bài đăng của các bạn cũng sẽ được xuất hiện trên stream của tôi, hay là xuất hiện trên livestream của những anh em CKG khác, hoặc là xuất hiện trên video nó chạy cả ngủ thì sao. Hiện đây thì cũng phải nói luôn là tôi cũng đang có một group mang tên là Edwin Chang. Group Edwin Chang này của tôi đang có 19.300 thành viên, và khi đạt được cái mốc 20.000 thành viên, tôi sẽ làm một event cực kỳ to, giveaway cực kỳ bự cho tất cả anh em nhá. Đây sẽ là nơi mà tôi giao lưu cũng như là đăng bài các thứ rất là nhiều cho tất cả các bạn. Đấy, ví dụ tôi đăng bài xuống stream này, tôi đăng bài video mới này, có bạn lấy ảnh cũ tôi đăng lên này, có bạn lấy ảnh cũ nữa của tôi đăng lên này, có bạn lấy ảnh cũ khác của tôi đăng lên này, trong có bạn chỉ tôi làm bắn cuốn phủ lý này đấy. Ừ, các bạn tham gia vào đi. Có gì này, cần bán thì liên hệ em. Ừ ok em ơi, bao giờ group của anh group chạy cả ngố lên 100.000 thành viên là em nhớ inbox với anh Sang bán group cho em nhé. Tại vì sao? Tại vì anh là người tạo ra group này, anh có quyền bán mà em. Anh có thể xóa cái group này luôn mà đúng không? Ừ. Thế với các bạn, cháu tôi mà như này tôi vả chưa phát nào luôn. CKG đã phát triển như thế nào khi không còn chuyện cười remind? Người đang leo núi khi một người tìm đi cái bà rì mai này. Được, nó là sự thật đấy, nó là sự thật đấy. Ồ, dễ thương ấy nhở. Bạn này vẽ đúng sự thật, tại vì con Trần to gấp đôi tôi, chuẩn rồi. You are my sunshine, my only sunshine. Tôi vừa nói về câu chuyện là những bạn vẽ fan art của tôi rất là dễ thương, rất là cute ở đây. Tôi xuống đây tôi có cái này luôn. Nhìn tôi khách, có gì con xít trong kỷ băng hà không hả các bạn? CKG khi muốn có vốn vay tiền ngân hàng, không. Đánh bạc để có vốn bất chấp sự rủi ro. Rủi ro. Để tôi để hiểu game nhà hàng hay là game đánh bạc nữa. Bạn ấy vẽ tôi chi tiết đến mức là bạn ấy còn vẽ luôn cả cái cọng tóc thừa tôi đang bị vảnh ra ngoài này, các bạn thấy không? Nếu như bạn ấy thương tôi, bạn ấy đã vẽ cái cọng tóc này không có rồi, bạn không vẽ cọng tóc đấy rồi, mà bạn mới tặng cho tôi một cái cọng tóc bị vảnh ra ngoài. Đây sẽ là avatar cặp cho những cặp đôi hay là những đôi bạn thân nha các bạn nha. Avatar cặp đấy, các bạn mang về set đi. Entities who possess human characteristics are the most violent, deceptive, and are the greatest threat to public security. Using your cursor, click on the face in the image in the allotted time. Chọn bức ảnh, ok ok. An toàn. Nguy hiểm. An toàn. Nguy hiểm. Sao lại an toàn? Khi nào dễ thương. Ok, xin cảm ơn vì ý tưởng nha bạn Đào Hà Đăng nha. Cảm ơn bạn Đào Hà Đăng vì ý tưởng nha. Tôi sẽ ăn cắp ý tưởng này và tôi re-up lên fanpage anh Trần, và tôi không để credit nha. Cảm ơn bạn nhiều nha. The best. Diễn ra cái sự kiện á là còn có mấy tiếng hồ là được vào rồi, nhưng mà tôi mới nhận ra
Trong này không thể nào mà kill cái game để tìm người được á, mà bắt buộc phải đánh custom. Lúc đó influencer, streamer Valorant còn ít cho nên không có đủ người để đánh custom. Thế là phải đi custom với lại mấy đứa nước ngoài khác. Thế là tôi phải nhắn tin cho thằng Phan Hoàng, bảo là bạn ơi, mình có thể chơi chung cùng các bạn được không? Tại vì bây giờ đâu có tạo được cái lobby đâu. Ý lộn, bây giờ họ đâu có Q&A được đâu, cho nên là tụi mình phải chơi custom á. Cho nên các bạn có đang thiếu người không? Cho mình chơi với. Này là cái cháu. Tôi xin clear lại là đấy Remind nhắn tin kiểu: các anh Chicken Gang đẹp trai ơi, em là Remind. Em biết các anh là một nhóm YouTuber cực kỳ là đẳng cấp trong cái tựa game Valorant này. Cũng nhân dịp là em có cơ hội được chơi cùng các anh, không biết là các anh có cái thời gian quý báu để cho em chơi cùng được không ạ? Tại vì em cực kỳ là muốn chơi với các anh. Và nếu cần thì tôi có thể bảo Phan Hoàng gửi cái tin nhắn lên cho các bạn xem luôn. Có chuyện nhắn lịch sự như này, bạn tin tôi hay là tin Remind? Thành thật đi, sự thật nó là như thế. Tôi đã quá mệt cho buổi tập luyện ngày hôm nay và đang nghĩ tới việc bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi nhớ lại câu nói nổi tiếng về cuộc sống mà streamer Sang Trần đã từng nói. Chuyện động lực à? Đôi khi chúng ta muốn tiến tới thì chúng ta phải lùi lại. Và đôi khi chúng ta lùi lại, chúng ta cầm một cục cứt trên tay. Yes sir. Hưng ơi, em thành thật đi. Em cũng nhận được cảm hứng từ cái câu nói này của anh đúng không Hưng? Câu nói truyền cảm cúm. Thằng Sang Trần là sự trả thù. Anh đang có pet đây anh tí. Sang Trần Bèo Remind Bèo. Remind Bèo. Sang Trần Bèo. Sang Trần Bèo. Remind 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 Bèo. Sang Trần Bèo. Sang Trần Bèo. Sang Trần béo tới mức mà con mèo nó phải béo chung với mày luôn. Mày cho nó ăn cái gì mà nó béo vậy hả Sang Trần? Sao mày để cho con Trần nó béo vậy? Tất cả là tại vì mày béo nên là con mèo nó béo. Chứng tỏ là tao đua nó mát tay, tao thương nó hẳn hoi. Ôi tao bay trong giây, tao qua đây tao spam. Ê cái thằng chó, nó bay mình luôn á. Tao sẽ bay trong giây mày. Được rồi mọi người. Như kiểu editor của tôi nhá, editor của tôi một ngày tôi thả cườm cho ra ngoài chơi khoảng 15 phút cho chơi ông Sơn thôi, xong rồi một ngày cho ăn hai bữa, bữa trưa thì cho ăn hai cái bánh quy với cả hộp sữa, sữa Fami, tối thì cho cốc nước lọc là được rồi. Còn như kiểu editor ở Sang thì nhốt trong chuồng chó một ngày chắc được hai cốc nước. Tôi có ở với tôi sướng hơn tí. Còn cộng tác viên của Chicken Gang như kiểu bạn Marco Diaz này thì một ngày thì bị lôi ra quật roi khoảng 10 bữa. Hôm nào mà thoải mái thì 5 bữa thôi. Ừ, không sao. Roi cũng chỉ là roi dại thôi. Tôi xin confirm lại thông tin này nhé, thằng Văn Hoàng nói thế hơi sai. Editor nhà tôi gian võ thì tôi đợt rồi Tết cũng có tí tiền dư thì tôi mới nâng cấp cho nó cái máy lặn để trong chuồng chó là nằm cho nó mát, tại vì căn bản là gần đây là thời tiết Sài Gòn nó cũng hơi nóng. Còn về cái việc ăn uống thì thằng này nó nói còn hơi thiếu. Hai cốc nước lọc là một tuần tôi cho uống hai cốc thôi. Còn ăn uống thì một tuần tôi thả cho ăn một lần. Không cho ăn nhiều, ăn vậy mới có sức mà làm. Còn hôm nào mà video thấp view hay là chậm KPI, chậm deadline là tôi sẽ tuyệt thực nó tầm một tháng để nó biết lỗi, để lần sau nó làm video tốt hơn. Đấy, trừ lương editor nha anh em nhá. Trung bình chơi game với Tùng Chiến. Nhưng mà nói gì nói, tôi vẫn nhớ góc stream này của Long ở Việt Nam. Qua Hàn góc stream mới rồi anh em ạ. Mình trên em, thua đi. Mày đi quick, tuổi mày xin nó bốn bạc thôi à. Không, mày không có cửa đâu, gỡ còn được. Bây giờ đi út, mày thua rồi. 18 máu, cực mày không đủ tam. Yeah. Mấy đâu, thua rồi. Vâng, yeah, vô địch rồi. Vâng, vô địch rồi. Vô địch rồi, còn mày quá hạnh phúc. Tôi hạnh phúc quá. Mày chẳng muốn cần phải về nước. Ngu mà đi chơi bắn bây giờ rất là hại người ta rồi. Còn ngu đi bắn bây giờ chỉ hại người ta thôi. Khóc quân chúng mày à. Mày chơi game cũng lắp não thua là đúng rồi. Não chúng mày để ở nhà. Tôi là một đoạn animation ngắn về video của anh HK15. Boom 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 boom. I want you in my room. Let's explode together. Together in my room. What the fuck. Cú te mà. Bạn này làm cái này cú te vết. What are you doing, step bro? Cái này ở trong video anh em tôi tập thể dục
hay là video gì đấy, đi tớ dẫn link vào câu view cho anh nhé. Các bạn hãy vào video đấy để xem phiên bản đầy đủ nha. Yes sir. Không ai mới đau đổi như hiện tượng mà các bạn phải chơi chơi bên trường vu. Bạn đang đổi chúng ta cho nên biết thật giả với chơi bên trường vu để bắt chúng ta sao thì đâu chỉ lừa. Mình chơi bên trường vu rồi bu. Mình kêu lên ta đã thằng vu. Obito ơi, cho mình xin lỗi nha Obito. Một bài rap hay nó biến thành như thế này Obito ạ. Ê, tôi không biết đâu các bạn ơi, tôi cảm giác là tôi có một cái biệt tài. Đấy là bất cứ một lúc nào tôi cần rắm là rắm sẽ xuất hiện. Thề, đặc biệt là mỗi lần vào thang máy chung bên kia tôi cần là nó xuất hiện ngay lập tức. Các bạn ở tầng sang của đánh rắm thang máy. Bất kỳ lúc nào luôn, tôi nghĩ đấy là một cái tài lẻo của tôi đấy. Ok, chúng ta hãy phân tích cái tấm ăn ad này của bạn Hưng Nguyễn này, bạn Hùng Nguyễn này đi. Cái thứ nhất tại sao tôi lại là một con ngựa. Và cái thứ hai là thằng Bảo Hoàng là vẽ đúng này. Và cái thứ ba là một cái chân con Trần béo chắc đè được hai con mèo kia. Tôi phải comment tôi bảo vệ con tôi ngay. Xúc phạm vừa vừa phải phả thôi. Thằng mập nhà tôi nó béo thật. Nhưng mà làm tôi béo đến mức đấy. Đù, bạn này vẽ đẹp vậy. Ô, có fan art của tôi luôn này. Đù. Phong cách này là phong cách vẽ gì ấy nhở. Nhưng mà đẹp. Đỉnh nha. Bita, con gì vậy? Nè nè, cậu cho tớ cái vũ khí tớ hủy diệt trái đất đi. Hôm nay trai anh trêu tớ. Nè nè Nobita, hôm nay tôi gặp được một bà có vú to chà bá vậy nè. Các bạn biết có một cái điều rất buồn cười là cái gì không? Đây là tấm ảnh của thằng Bảo Hoàng, nhưng mà thằng Bảo Hoàng nó không giữ. Còn tôi lúc nào tôi cũng lưu ngoài desktop ấy. À thực ra tôi không lưu trong desktop, nhưng mà tôi lưu trong một folder trong máy của tôi. Đây, bật cho các bạn xem. Tôi biết tôi lưu để làm gì, nhưng mà tôi cứ lưu thôi. Em lên Wikipedia, em tìm giáo sư OBS mà xem. Chỉ có đúng một cái tên ở trong cái danh sách những người được phong chức giáo sư. Nó chuẩn bị nói tên Desmond vui. Xong bị sập stream. Cháu chụp cái hình con cu á. Chụp cái hình con cu gửi ông xem. Có thêm hai cái trứng nhà. Ông cho tiền uống cà phê. Đây là ông nào nha. Đây là ông nào ngẫu nhiên ở trên mạng nha. Liên quan đến tôi nha. Ô, nhạc này bản quyền nha, bản quyền không bật được. Bà nào mà có bản quyền các bạn có thể vào group chạy càng hố. Đường link bên đây dưới phần mô tả các bạn vào để có thể xem được đầy đủ những nội dung mọi người đăng ở trong đây nha. Đồ ngầu. Sapa. Ngầu ấy chứ, ngầu ấy chứ. Cái này hay đấy chứ. Được, ngầu 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 ngầu. Maya ơi. Maya. Chuẩn. Chuẩn mẹ rồi. Hay à? Khoan từ từ, đây là bài của Mod à? Cười nữa. Hết hài rồi. Hết hài rồi, hết hài rồi, hết hài rồi. Ở bài này của thành viên Đặng Quang Phú này. Game nhà hàng, game đánh bài này hay. Ôi. Ê, ở nhà các bạn ấy, bố của các bạn đánh răng có cái kiểu là các ông bố thường sẽ là như thế ấy. Xong rồi còn bật nhạc si bùm lên. Ê, tại sao mọi người lại như thế nhỉ? Chắc là do bệnh dạ dày. Ôi, quả này thì làm sao có thể làm được như này nhờ? Bạn Ngô Chí Thuận này. Ui, tôi nghe em Hưng VN bảo là cái này làm mất thời gian kinh khủng khiếp luôn. Và bạn ấy có thể làm cái này trong Minecraft. Ui, anh Thuận đá đỏ. Đây, đây là quả bài đã được top 2 trong cái event Tết của Trại Gà Ngố. Wow, các bạn nhìn đi. Vẽ tương tác như này cơ mà. Vẽ đẹp kinh khủng khiếp. Cái này anh em mình đã xem rất kỹ ở trên cái event livestream event rồi anh em nhé. Nhưng mà công nhận là bạn này vẽ đẹp thật. À đâu, bạn này top 1 mà.
Top 2 là bạn làm clip đúng không? Top 2 là bạn còn làm clip. Bạn này là top 1. Tôi muốn show cho anh em trên stream quả bà top 3. Bà top 3 gọi là úi hồi luôn. Đây. Anh em mình lại phải xem tấm này một lần nữa các bạn nhìn đi. Làm sao có thể vẽ được một cái fan art mà nó đẹp như thế này nhờ? Oh my god. Nói về cái đợt event Tết vừa rồi là đây là bức tranh tôi thích nhất của bạn Rin Rin Rin. Bạn ấy vẽ. Bạn này thì đạt được giải khuyến khích. Top 1 trong lòng tôi, top 1 trong lòng tôi. Tiếc là trong event bạn ấy chỉ được giải khuyến khích thôi. Vừa có bạn donate cho tôi 1 triệu. À không, cái này có phải donate cho hàng Khánh nó gửi tiền trả nợ tôi nhỉ? Mày vừa gửi tiền khách sạn cho anh đúng không? Đúng rồi anh ơi. Làm tôi tưởng được donate thằng chó này. Mà thật fuck up. Mẹ ok anh em ơi, offline chạy cái ngố trong năm nay chắc chắn sẽ có. Các bạn cảm thấy hào hứng không ạ? Offline chạy cái ngố anh em tôi sẽ làm trong năm nay đấy. Cụ thể như nào thông báo cho các bạn sau nhé. Ok. Ông Linh à, ông Linh đi xuất khẩu lao động về. Như đó hiểu gì về cuộc sống đi luôn rồi. Sao lại OC Hun và Ren Evan thế này. Thôi cái này cho nó ngủ yên đi anh em ơi. Quá khứ ngủ yên đi, để quá khứ ngủ yên đi. Cái này là anh em mình xem trên event rồi mà xem lại lần nữa được. Chuyện cười remind 10 tiếng đồng hồ. Cậu bé 11 tuổi và vỡ mồm với kia 15. Vẫn đồng lưng. Duy đưa tôi nhầm mẹ khách sạn. Và bạn Duy đặt cho anh em một tô khách sạn đi nhỉ. Một ngày nữa sắp trôi qua rồi. Các kiểu đéo. Động thật bạn. Động như kiểu nhiều tình anh em chúng mình ấy. Mày đi đi đây. Tao kể mày đây. Các bạn nghĩ bọn tôi đang bàn luận chiến thuật à? Bọn tôi đang bảo nhau là bún bò với phở cái nào ngon hơn. Chicago City. Sẽ cao về 20.000 nhá. Đường tôi chở em về nghe đình. Người đã bảo rồi. Người dừng lại là người thua. Đúng. Click một tí địa điểm cho các bạn biết. Sẽ là sợ. Hay, bạn này làm hay. Bạn này làm hay thực sự. Công nhận xem khá là đầy đủ của năm 2023 đấy. Không mà cái này rất là đỉnh nhá. Cái này là bạn nào muốn là lấy làm về làm hình nền thì các bạn hãy vào group chạy cái ngố. Đường link bạn đã đang để ở đây này. Cái tấm ảnh này các bạn làm hình nền điện thoại thì gọi là tuyệt vời luôn. Đây, đây là cái bức tranh mà tôi đang nói đến trong event Tết vừa rồi. Bạn nhìn đi. Khá là tiếc nhưng bà này chỉ đạt được top 3 thôi. Tiếc thế cơ chứ. Và ok anh em, mình lướt tới đây là cũng hết cái content của Trại Gà Ngố rồi. Và những bà đang chờ duyệt, mình sẽ duyệt sau và mình sẽ để lướt vào lần sau nha anh em nhé. Hiện tại group của chúng ta đang có 97.800 thành viên. Vậy nên khi nào group chúng ta có 100.000 thành viên, anh em tôi sẽ mang đi bán. Và tiện đây tôi cũng có thêm một group mang tên là Á Đu Sang. Các bạn hãy tham gia vào đây để nhận được những cái thông tin và thông báo mới nhất của tôi nha các bạn ơi. Và yes sir, các bạn tham gia vào group đi, các bạn đăng bài. Tôi cũng sẽ làm một video lướt group Á Đu Sang, nhưng mà với một điều kiện là đông đủ các thành viên. Ý là phải nhiều bài viết, ý là tôi mới có thể lên đây lướt cho các bạn xem được đúng không? Ít bài quá thì đâu có xem được. Cảm ơn các bạn vì đã xem video. Xin lỗi với công nghiệp.